Chào các bạn đến với chương trình Câu Chuyện Kinh Thánh, chương trình được minh họa theo sách Kinh Thánh, để mọi người cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời cho nhân loại chúng ta là thế nào. Nào chúng ta cùng nhau khám phá nhé! Sáng Thế Ký là sách đầu tiên của Kinh Thánh với cốt truyện được chia thành hai phần chính. Chương 1-11 kể về câu chuyện của Đức Chúa Trời cùng thế giới Ngài dựng nên. Tiếp theo là chương 12-50, phần đi sâu hơn và kể về Đức Chúa Trời và một người nam tên Abraham cùng gia đình ông. Và hai phần này được liên kết với nhau bởi một câu chuyện mắt xích ở đầu chương 12. Kết cấu này giúp chúng ta hiểu được thông điệp của toàn bộ sách và cách nó giới thiệu câu chuyện của cả Kinh Thánh. Sách bắt đầu với việc Chúa cất đi sự hỗn loạn và bóng tối, như được mô tả trong câu thứ 2, Chúa khiến mọi thứ trở nên có trật tự, tươi đẹp và tốt lành. Từ đó, Ngài tạo dựng thế giới thành nơi cuộc sống nảy nở. Chúa dựng nên những tạo vật gọi là con người, hoặc Adam theo tiếng Hebrew. Ngài dựng nên họ theo hình ảnh của Ngài để làm theo vai trò và mục đích trong thế giới đã định. Bởi thế, con người được tạo dựng để phản chiếu phẩm tính của Chúa cho thế gian này. Và họ trở thành người đại diện cho Chúa để thay mặt Ngài cai quản thế giới, nghĩa là trông coi mọi thứ, chăm sóc và khiến nó trở thành nơi cuộc sống được hưng thịnh hơn. Chúa ban phúc cho loài người, đây chính là từ khóa của sách này, và Ngài ban cho họ một khu vườn, nơi họ có thể khởi đầu xây dựng một thế giới mới. Điểm mấu chốt ở đây là con người được lựa chọn cách họ xây dựng thế giới, và nó được đại diện bởi cây biết điều thiện và điều ác. Cho đến lúc này, Chúa đã cung ứng và định rõ điều gì tốt và điều gì không tốt. Nhưng giờ đây, Chúa ban cho con người phẩm cách và quyền tự do lựa chọn. Liệu họ có tin cậy vào sự phân định của Chúa về điều thiện và điều ác, hay là họ sẽ nắm lấy quyền tự do ý chí để định ra điều thiện và điều ác cho chính mình? Và cái giá phải trả là rất đắt. Việc chống nghịch lại Chúa là mặc lấy sự chết, bởi bạn đã quay lưng với đấng ban sự sống. Điều này được đại diện bởi cây sự sống. Và trong chương 3, một nhân vật bí ẩn là con rắn đã bước vào câu chuyện. Không có lời giới thiệu nào về con rắn ngoài việc nó là tạo vật do Chúa dựng nên, và rõ ràng nó là tạo vật chống nghịch lại Đức Chúa Trời và muốn dẫn con người vào sự phản loạn và sự chết. Con rắn kể một câu chuyện khác biệt về cái cây cũng như sự lựa chọn. Con rắn nói rằng việc nắm lấy sự hiểu biết về điều thiện và điều ác không mang đến sự chết, và đây thật sự là phương cách đem họ đến sự sống và trở nên giống Chúa. Chớ trêu thay, điều này là bi kịch, bởi chúng ta biết loài người đã giống Chúa. Họ được dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Nhưng thay vì tin cậy Chúa, loài người nắm lấy quyền tự do ý chí. Họ ăn trái biết điều thiện và điều ác, và trong phút chốc, mọi chuyện trở nên thật tồi tệ. Tổn hại đầu tiên là mối quan hệ giữa con người với nhau. Người nam và người nữ chợt nhận ra mình không được bảo vệ. Họ thậm chí không còn tin cậy lẫn nhau. Bởi vậy, họ làm áo quần để che thân mình trước người kia. Tổn hại thứ hai là sự thân mật giữa Chúa với con người bị đánh mất. Thế nên họ bỏ đi, chạy trốn, né tránh Chúa. Và khi Chúa tìm thấy họ, họ bắt đầu chơi trò đổ lỗi cho nhau về việc ai là người đã phản nghịch trước. Ngay tại đây, câu chuyện dừng lại và là nơi Chúa tuyên phán với con rắn và sau đó cho con người về hậu quả bi thảm cho hành động của họ. Chúa trước hết phán với con rắn rằng bất chấp chiến thắng rõ ràng của nó bị định cho phải bị đánh bại, phải ăn bụi đất. Chúa hứa rằng một ngày nào đó con cháu hay dòng dõi người nữ sẽ giày đạp đầu con rắn. Điều này có vẻ là tin tốt, nhưng chiến thắng này đi kèm với một cái giá, bởi con rắn cũng sẽ cắn gót chân dòng dõi người khi nó bị giày đạp. Đây là một lời hứa bí ẩn về đấng chiến thắng mang thương tích, nhưng trong dòng chảy của câu chuyện cho đến giờ, bạn thấy rằng đây là hành động của ân điển Chúa. Loài người, họ vừa mới phản loạn, và Chúa đã làm gì? Ngài hứa sẽ giải cứu họ, nhưng điều này không thể xóa bỏ hậu quả do quyết định họ gây ra. Nên Ngài báo cho họ biết rằng mọi khía cạnh trong đời sống của họ, ở nhà, ngoài đồng ruộng sẽ đầy khổ nhọc và đau đớn do sự phản loạn, tất cả đều dẫn đến sự chết. Từ đây, câu chuyện bắt đầu rơi xuống, chương 3-11, chỉ ra hiệu ứng lây lan rộng lớn của sự phản loạn và mối quan hệ của con người bị gãy đổ ở mọi mức độ. Và đây là câu chuyện về hai anh em Cain và Abel. Cain ganh ghét em trai mình nên ông muốn giết em. Chúa cảnh báo ông không được khuất phục trước sự cám dỗ, nhưng ông vẫn làm, ông giết em mình ở ngoài đồng. Sau đó Cain tiếp tục xây một thành, nơi mà bạo lực và áp bức thống trị, và mọi việc được cô đọng lại trong câu chuyện về Lê-mếch.
Ông là người nam đầu tiên trong Kinh Thánh có hơn một người vợ. Ông thơ góp họ như của cải, và sau đó ông còn hát một bài ca ngắn về việc ông còn hung bạo và thù hận hơn cả Cain. Sau đó chúng ta bắt gặp một câu chuyện kỳ quặc về các con trai Đức Chúa Trời, ám chỉ các thiên sứ gian ác hoặc về các vị vua cổ xưa là những người tuyên bố họ có dòng dõi từ các thần. Và giống như Lê-mét, họ kiếm thật nhiều vợ như mong muốn và sản sinh ra những người khổng lồ là những anh hùng thuở xưa. Bất kể quan niệm nào là đúng, vấn đề là con người đang xây dựng những vương quốc làm cho đầy dãy đất này bằng sự hung bạo và bại hoại nhiều hơn. Đổi lại, chúng ta được biết Chúa thấy đau lòng con người đang hủy hoại thế giới tốt đẹp của Ngài, và họ cũng đang hủy hoại lẫn nhau. Bởi cớ họ đã mất đi niềm khát khao muốn gìn giữ thế giới tốt đẹp ấy, Ngài đã rửa sạch loài người khỏi mặt đất bằng một trận lụt lớn. Nhưng Ngài bảo vệ một người không chỗ trách được, Noe và gia đình của ông, và Ngài ủy thác ông như một Adam mới. Ngài tiếp tục ban phúc ân thiên thượng và ủy thác ông để bước vào thế gian, và nhờ đó chúng ta có niềm hy vọng lớn. Thế nhưng Noe cũng thất bại và cũng ở trong một khu vườn. Ông trồng một vườn nho và rồi say xỉn không còn tỉnh táo. Và sau đó một trong những người con trai của ông, Cham, đã làm một điều xấu hổ với cha mình ở trong trại. Bởi vậy, ở đây chúng ta có một Adam mới, cũng trần truồng và xấu hổ, giống như người đầu tiên, và vòng xoáy đi xuống lại tiếp diễn. Tất cả những điều này là nền tảng cho thành Babylon. Những người ở xứ Mesopotamia cổ xưa, họ đến với những công nghệ mới mà họ sở hữu, đó là gạch. Và họ có thể xây các thành và tháp lớn hơn và nhanh hơn bất cứ ai từng làm trước đó. Và họ muốn xây một loại tháp mới để có thể chạm đến tận trời và họ sẽ được nổi danh. Đây là hình ảnh của sự phản loạn và kiêu ngạo của loài người. Đây là sự phản loạn trong khu vườn được nhân rộng. Và Chúa đã hạ sự kiêu ngạo của họ xuống và làm cho họ tàn lạc. Đây là một nhóm các câu chuyện khác nhau, nhưng bạn có thể thấy chúng đều cùng bày tỏ một điểm chính. Chúa vẫn ban cho con người cơ hội để làm điều ngay thẳng cho thế giới của Ngài, và con người tiếp tục hủy hoại nó. Những câu chuyện trên xác nhận rằng chúng ta sống trong một thế giới tốt lành nhưng lại biến nó thành tệ hại, rằng chúng ta thảy đều lựa chọn định ra điều thiện và điều ác cho chính mình, và do đó chúng ta đều góp phần làm cho thế giới có những mối quan hệ đổ vỡ, dẫn đến xung đột và bạo lực, và cuối cùng là sự chết. Thế nhưng vẫn còn hy vọng. Chúa hứa rằng một ngày nào đó, có một dòng dõi sẽ đến là đấng chiến thắng mang thương tích sẽ đánh bại gốc rễ của tội ác. Và bất chấp sự gian ác của loài người, Chúa quyết định vẫn sẽ ban phúc và giải cứu thế giới của Ngài. Và câu hỏi lớn được đặt ra tất nhiên sẽ là Chúa sẽ làm gì? Và câu chuyện tiếp theo là mắt xích sẽ đưa ra câu trả lời. Nhưng trên đây là toàn bộ về Sáng Thế Ký chương 1 đến 11. Sách Sáng Thế Ký. Trong video đầu tiên, chúng ta đã thấy cách chương 1 đến 11 dựng nên cốt truyện cơ bản của Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã tạo dựng muôn loài và con người theo hình ảnh Ngài để tể trị muôn vật. Loài người phạm tội và nghịch cùng Chúa, vậy nên cả thế gian trở nên hỗn loạn trong tội ác và sự chết. Tất cả dẫn đến sự nổi loạn và loài người tản lạc khắp xứ Babylon. Vậy câu hỏi lớn được đặt ra là Chúa sẽ làm gì để cứu chuộc thế gian? Trong sự tản lạc ở Babylon đó, trước giả đã đi theo gia phả của chỉ một gia đình mà cuối cùng dẫn đến một người nam tên Abraham, sau này được gọi là Abraham. Và lời hứa của Chúa dành cho Abraham ở đầu chương 12 đã mở ra toàn bộ bước ngoặt mới trong câu chuyện. Chúa kêu gọi Abraham rời quê hương đi đến xứ Canaan, nơi Chúa đã phán dành cho dòng dõi ông. Và ở đó, Chúa hứa làm cho Abraham trở thành một dân lớn, làm danh ông được rạng rỡ và ban phúc cho ông. Giờ đây, lời hứa đó được liên hệ lại với những phân đoạn trước đó của sách, chính là việc Babylon kiêu ngạo muốn tự làm nổi danh mình, và điều đó đã không xảy ra cách êm ả. Nhưng Chúa là đấng nhân từ sẽ ban một danh lớn chính ở người nam bình thường này, Abraham. Ơn phúc Chúa ban cho ông gợi lại lời hứa Chúa ban cho con người lúc ban đầu. Vì vậy câu hỏi đặt ra là tại sao Chúa lại chúc phúc cho Abraham và dòng dõi ông? Và lời cuối cùng trong lời hứa của Chúa làm cho nó được sáng tỏ: mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phúc. Đó chính là chìa khóa giúp chúng ta hiểu toàn bộ phần còn lại của câu chuyện Kinh Thánh. Kế hoạch của Chúa là cứu chuộc và chúc phúc thế gian đang chống nghịch lại Ngài qua dòng dõi của Abraham. Và đó là lý do vì sao toàn bộ phần còn lại của Cựu Ước chỉ tập trung vào dòng dõi này, sau này được gọi là dân Israel.
Đây cũng là lý do tại sao Israel sau này được gọi là vương quốc các thầy tế lễ ở núi Sinai. Chúa muốn dùng họ để chỉ cho mọi dân tộc khác thấy rằng Ngài là đấng thể nào. Và cuối cùng, đó là lời hứa sau này được các nhà tiên tri và thi nhân là những người nói rằng sự đầy trọn sẽ đến qua đấng Messiah là vua của Israel. Sự cai trị của Ngài mang đến công lý và bình an cho mọi dân. Tại thời điểm này, mọi thứ vẫn còn là ẩn số. Bạn chỉ cần tiếp tục đọc và xem để biết lời hứa được Chúa làm trọn như thế nào. Vì vậy, phần còn lại của sách tập trung vào Abraham và dòng dõi của ông. Đầu tiên là Abraham, sau đó là con trai ông, Isaac, và Jacob là con trai của Isaac, sau đó là 12 người con trai của Jacob, và những câu chuyện về mỗi thế hệ đều được hợp lại bởi hai chủ đề chính. Đầu tiên, mỗi thế hệ của dòng dõi Abraham đều liên tục gặp thất bại. Họ liên tục đưa ra những quyết định sai lầm làm cuộc sống của mình trở nên tồi tệ và đặt lời hứa của Chúa vào tình huống thử thách. Mặc dù vậy, Chúa vẫn là đấng thành tín. Ngài liên tục giải cứu họ và xác nhận lại lời hứa sẽ ban phúc cho họ và mọi dân tộc qua họ, bất kể những thất bại đó. Vì vậy, câu chuyện về Abraham, Chúa đã hứa ban cho ông một dòng dõi lớn, nhưng trong hai hoàn cảnh đặc biệt, ông đã lo sợ về mạng sống mình vì những người nam khác đã phải lòng vợ ông. Và vì cớ đó, Abraham đã chối việc ông đã cưới bà Sarai. Điều đó đã gây ra tất cả những rắc rối này. Và không chỉ có vậy, Abraham và vợ mình là Sarai không thể có con. Vì vậy bà Sarai tìm cách để ông Abraham có con qua đầy tớ gái của mình. Điều này cũng gây ra những rắc rối trong gia đình ông. Nhưng mỗi lần Chúa đều giải cứu Abraham. Và trong đoạn 15 và 17, Chúa còn xác quyết lời hứa của Ngài với Abraham bằng một lời hứa chính thức được gọi là giao ước. Tại nơi này, Chúa đã bảo Abraham nhìn lên bầu trời đầy những sao và đếm chúng, rồi sau đó Ngài phán, dòng dõi ông cũng sẽ đông đúc như vậy. Và bất kể việc nó kỳ lạ thế nào, ông không có con và càng không thể có ở độ tuổi này, Abraham vẫn nhìn lên bầu trời và đơn sơ tin vào lời hứa của Chúa. Và Chúa đáp lời bằng một giao ước Ngài lập với ông. Ngài hứa rằng Abraham sẽ trở thành tổ phụ của nhiều dân tộc, rằng ơn phúc của Ngài sẽ lan truyền trên khắp đất. Và sau đó, Chúa đã thiết lập với Abraham và dòng dõi ông về dấu hiệu của giao ước, lễ cắt bì cho mọi người nam trong dòng dõi. Đây là dấu hiệu nhắc nhớ họ rằng sự sinh sôi của dòng dõi là một món quà từ nơi Chúa. Và cuối cùng thì Abraham có rất nhiều con và ông qua đời khi tuổi đã già. Giờ là câu chuyện về Jacob, thậm chí còn ly kỳ hơn nữa. Từ lúc sinh ra, Jacob lớn lên đúng với ý nghĩa của tên mình là kẻ lừa dối. Ông lừa dối anh mình là Esau để chiếm quyền con trưởng và phúc lành từ nơi cha. Và ông làm vậy bằng cách lừa dối người cha của mình khi mắt đã mờ, rồi sau đó chạy trốn. Ông cưới tới 4 người vợ, nhưng ông chỉ yêu thương một người duy nhất là Rachel, và điều này tạo nên sự tranh cạnh trong gia đình. Điều duy nhất khiến Jacob phải khiêm nhường là việc ông bị cậu mình là Laban lừa gạt, là người đã lừa dối ông trong nhiều năm. Và rồi, mọi chuyện đã thay đổi, Jacob khiêm nhường trở về quê hương. Trong một câu chuyện rất lạ, Jacob đã vật lộn với Chúa, đòi Ngài ban phúc. Có những thứ chưa bao giờ thực sự thay đổi, phải vậy không? Tuy nhiên, Chúa coi trọng sự kiên định này và Ngài đã truyền ban phúc lành của Abraham cho ông và đổi tên ông từ Jacob thành Israel, có nghĩa là người tranh đấu với Đức Chúa Trời. Phần cuối của sách là câu chuyện về những người con trai của Jacob. Jacob yêu thương người con trai của mình tên Joseph hơn bất kể người con trai nào khác, và ông cho cậu một tấm áo choàng đặc biệt. Và 10 người con lớn ganh ghét Joseph. Từ đó, họ bắt cóc cậu và lên kế hoạch để giết hại cậu. Nhưng cuối cùng họ quyết định bán cậu làm nô lệ ở Ai Cập, nơi cậu rơi vào cảnh tù đầy vì những sự xảy ra trong gia đình người chủ. Nhưng Đức Chúa Trời ở cùng Joseph và giúp đỡ cậu thoát khỏi ngục tù. Sau này, Pharaoh lập Joseph thành người cai trị thứ hai trên toàn cõi Ai Cập. Và Joseph đã cứu cả xứ Ai Cập khỏi nạn đói, và cậu cũng cứu những người anh của mình và gia đình cậu khỏi bị đói đến chết. Và một lần nữa, chúng ta lại thấy sự dại dột và lỗi lầm của dòng dõi Abraham cùng với sự thành tín của Chúa là đấng phá bỏ sự gian ác của những người anh thành một dịp để cứu sống họ. Và đây thực sự là những lời Joseph nói với các anh của mình gần cuối sách. Ông nói: các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người. Và bây giờ, những lời này được đặt ở cuối sách cách có chủ đích, bởi nó tóm tắt không chỉ câu chuyện về Joseph và những người anh trai, nhưng là cả cuốn sách như một tổng thể. Từ sáng thế ký đoạn 3 đến hết là người tiếp tục hành động ích kỷ và độc ác, nhưng Chúa không để mặc thế gian của Ngài tự xoay sở. Ngài vẫn là đấng thành tín và vẫn chúc phúc cho loài người, ngay cả khi họ gặp thất bại.
Bạn có thể thấy điều này đặc biệt là trong lời hứa bí ẩn về dòng dõi người nữ được phát triển dần lên trong cuối sách. Bạn còn nhớ Sáng Thế Ký đoạn 3 không? Chúa đã hứa rằng đấng chiến thắng mang thương tích sẽ đến giày đạp đầu con rắn và đánh bại gốc rễ của sự ác. Và chiếc giả sau đó đã trực tiếp kết nối lời hứa này với dòng dõi Abraham. Đó là một phần của cách Chúa sẽ ban phúc cho mọi dân tộc. Giờ kể từ Abraham, lời hứa này được kết nối với Judah, người con thứ tư của Jacob, và đây là cách nó xảy ra. Trong đoạn thơ vô cùng quan trọng ở đoạn 49, Jacob đã già, ở trên giường bệnh ông muốn chúc phúc cho 12 người con, và khi đến lượt Judah, Jacob tiên đoán rằng Judah sẽ trở thành chi phái lãnh đạo được coi trọng của Israel, và một ngày kia, một vua sẽ đến khiến muôn dân phải vâng phục và làm trọn lời hứa của Đức Chúa Trời để khôi phục lại khu vườn ơn phúc cho cả thế gian. Và sau đó Jacob qua đời, Joseph cũng vậy, cả gia đình ở lại Ai Cập, cũng là hồi kết của sách Sáng Thế Ký với tương lai hy vọng và lời hứa chưa được chọn. Nó khiến bạn tiếp tục mở sách và đọc tiếp để xem mọi thứ sẽ ra sao. Nhưng trên đây là toàn bộ nội dung sách Sáng Thế Ký. Các bạn xem hãy ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ video này trên mạng cộng đồng để nhiều người được biết Chúa qua chương trình. Hẹn gặp lại các bạn các video đặc sắc tiếp theo.